Với mong muốn đem đến cho các em thiếu nhi một ngày trọn tình yêu thương và nhiều cảm xúc, mới đây chi đoàn Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng và chi đoàn Quỹ Đầu tư Phát triển thành phố Đà Nẵng cùng phối hợp với làng trẻ em SOS Đà Nẵng tổ chức chương trình Tết thiếu nhi 1 tháng 6 với chủ đề Ngày yêu thương. Theo đó, 41 xuất quà gồm các nhu yếu phẩm, bánh kẹo đã được trao tặng tay các em thiếu nhi của làng trẻ em SOS Đà Nẵng. Chương trình vừa mang đến không khí tươi vui phấn khởi cho các em sau quãng thời gian dài ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, đồng thời vừa góp thêm động lực cho các em thiếu nhi của làng tiếp tục phấn đấu vươn lên, học tập tốt và đạt nhiều thành tích cao trong thời gian đến. Con cảm thấy vui và may mắn khi được các chú tạo điều kiện để được tổ chức một cái ngày 1 tháng 6 vui vẻ và đẹp như thế này. Chúng tôi đến đây với những phần quà tuy là có giá trị không lớn về vật chất nhưng mà có ý nghĩa tinh thần rất là cao cả. Và đó là cái tâm tư, tấm lòng của hai đơn vị gửi đến các em. Chúc các em có một ngày Tết thiếu nhi thật là ý nghĩa đặc biệt. Dịp này, các đoàn viên thanh niên đã đến thăm các gia đình và lưu xá, chia sẻ những khó khăn vất vả với các giáo viên phụ trách của làng. Đây là hoạt động của hai chi đoàn nhằm thực hiện chương trình Vì cuộc sống cộng đồng năm 2022, tăng cường mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa đoàn viên thanh niên và hướng đến chào mừng Đại hội đoàn khối các cơ quan thành phố Đà Nẵng lần thứ 8, nhiệm kỳ 2022-2027.